Chào các bạn, bây giờ Hoàng lại làm thêm các review cho các bạn xem. Đây là cái cây HP508 mà Hoàng lấy về, nó màu VE, lâu lâu mới được màu VE như vậy. 508 là cái dòng cao nhất của cái năm đó, thì cái năm đó nó phạm vi khoảng 2013. Thì bây giờ các bạn coi chung quanh cái đàn nha. Đó, phần này là phần loa nha các bạn. Cho mình khi mình dỡ cái nắp ở trên đây, thì ở dưới đây tính là nguyên một cái khoảng này là loa này, hai bên đó là loa track. Đó, nó có cái khe này để nó thoát âm ra đấy, cả đây nữa, đây cũng là chỗ thoát âm ra. Bên dưới là loa lớn nha các bạn, đây nguyên cái phần đây gọi là loa. Còn cái khe cắm thì thôi đơn giản thì khỏi nói ha. Pedal thì có ba pedal rồi cây này nó là cái cây cao nhất, nó gồm có cái năm đó nó gồm có 504, 506 và 508. Thì 508 là cao nhất. Bây giờ mình sẽ coi cái bên đằng sau đi. Rồi. Mình sẽ coi làm sao để mình biết được cái năm sản xuất, thì thường ở bên Nhật á, người ta sẽ ghi rất là rõ. Ví dụ số 13 với thấy các bạn thấy một cái chữ Nhật này nè, thì đó là năm 2013 ha. Ví dụ đây là số 05 thì năm 2005. Đó các bạn. Thì được cái là cây Roland, cây này là cây made in Japan. Đó, người ta có ghi rõ luôn. 508 PE là màu đen bóng. Ha, rồi, bây giờ mình sẽ đây cũng là cái phần loa này, nó thoát âm ra đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình quay ra đằng trước rồi mình đánh thử cho các bạn xem. Trước khi đánh thử các bạn xem cái mặt nạ của nó bao gồm. Đây là cái tên model của sản phẩm nè. Đó. Đây là tăng giảm âm lượng. À, các bạn đừng có lo, các bạn nhìn xem có bao nhiêu phím, có bao nhiêu nút đâu. Nó phiên bản cho người Nhật xài cho nên là cái hiển thị của nó là tiếng Nhật. Nhưng mà các bạn đừng lo nha, mình nói rất là kỹ cái phần này. Đó là các bạn đừng lo, bởi vì người ta đã tính toán rồi, người ta làm cho mình dễ xài lắm, không có gì mà khó khăn hết. Đây là cái phần nắp trượt, đóng mở, có cái chữ Roland rất đẹp ha, đẹp chưa. Rồi, khi mở lên, turn on, turn off này. Rồi đây là điều chỉnh tiếng, các bạn chỉ cần nhớ khu vực điều chỉnh tiếng là được rồi, dễ lắm. Đó, đánh sơ sơ như vậy. Cái tiếng, cái đuôi nó dài, tiếng nó hay. Tiếng bass. Kim đoạn đó, tiếng này hay này nha. Đã chưa. Dễ thương, cô hát đây nha. Tiếp piano và cầm tiếng string chưa. Tiếng string nghe rõ không các bạn, hay mình quay cao trên xuống này. Xuống đây này. Rồi mình đánh nhẹ nha, đó
sơ như vậy. Tiếp qua có cái gì hay nè. Cái này hậu của nó là cái tiếng pet. Rồi mình thử các tiếng khác nữa coi. Tiếng upright. Rồi. Đây là tiếng piano điện này. Để đánh nhạc pop á thì mình sẽ sử dụng những cái tiếng này. Piano điện này dành cho nhạc những cái nhạc jazz hay là funky nhé. Âm thanh nó sẽ chạy ra hai cái loa khác nhau. Đó, phrase. Còn cái này. Tiếng string ha. Quay lại tiếng piano ban đầu ha. Đánh cái bài này quen quen cho các bạn thử lại nha. Như vậy đã đủ chưa? Thì Hoàng nói sơ lại ha, đây là cái cây Roland cao cấp nhất của cái năm phạm vi là năm 2013.
trước và sau 2-3 năm thì một dòng đời của nó, một vòng đời của nó chỉ là khoảng cỡ 3 năm đi các bạn thấy. Bây giờ là 2019 họ ra là model series 700 thì có 702 này, 704 nè, xong rồi tới LX 705, 708 ha. Thì trước cái 7 thì là series 500 ha. Series 5 xin lỗi, trước 7 là series 600 chứ. 600 cho có là 601, 603 và 605. Rồi thì trước đó là series 500 đúng không? Thì 500 ta có 500 chẵn và 500 lẻ nữa. Thì lẻ là trước, còn cái đây là chẵn này thì ta có là 504, 506 và 508. Thì đây là cái 508. Mà 508 mà nó khoác lên cái áo mà bóng như vậy là cái phiên bản mắc nhất nha các bạn nha. Rồi, thật sự là nếu mà cầm trong tay số tiền là khoảng 30-35 triệu thì mua đàn mới thì Hoàng cũng rất là ủng hộ. Tuy nhiên có một số trường hợp là các bạn muốn có những cái cây mà âm thanh thiệt là hay với nhưng mà không có muốn chi ra cái số tiền là 70-80 triệu. Ví dụ cây này mới thì Hoàng sợ ở trên mạng là nó cũng 4-5 ngàn đô thì vị chi là cũng sắp xỉ 100 triệu đi ha, 100 triệu. Thì bây giờ mình cầm 30 triệu mà mình mua được cái đàn cũ cỡ khoảng độ 5-7 năm thì thật sự là cái tình trạng của nó vẫn còn rất là tốt, vẫn còn rất là hay để cho mình sử dụng. Đó, rồi. Rồi, vậy thì các bạn có nhu cầu các bạn cứ tìm hiểu cũng như là xem tất cả các clip của Hoàng. Hoàng nói khá nhiều về các đàn piano điện cũ rồi. Và nếu mà có duyên nữa thì các bạn đến trực tiếp cái cửa hàng của Hoàng luôn để mà mình xem tận mắt, là mình thử tận tay ha các bạn ha. Rồi xin cảm ơn các bạn.